Hè tới rồi, đi tắm biển thôi. Rồi, ghê chưa? Ghê chưa? Ủa, sao lại là sữa chua? Tiền Trang nghe bà nhỏ muốn tắm sữa chua với bạn Văn Hồng. Đúng rồi, mẹ mấy ơi. Tắm sữa chua không ngừng với bạn Dây Thành đáng yêu. Sẵn đây thì nói mọi người nghe chuyện này mà nói ra thì cũng hơi mắc cỡ. Trước giờ là mình thích dùng sữa tắm của trẻ em, tại vì hương nó thơm nha mà dùng mịt lắm. Đó, mọi người thử nghĩ xem, da của mấy bé nhỏ mỏng manh và dễ mẫn ngứa như vậy mà dùng sữa tắm dành riêng cho trẻ không bị gì hết là biết tốt với làm tính cỡ nào rồi. Bởi người lớn dùng càng yên tâm. Hai chị này á thích tắm sữa chua Voi Hồng là loại sữa tắm Cali chua nhỏ này nè. Hãng này thì nhiều mùi lắm mà hai chị thích dưa lưới. Mỗi lần đi tắm là hai bà cứ hít hà tại thơm á nên khoái lắm. Mà cái này á là sữa tắm gọi hai trong một nó cũng rất là tiện ha, làm luôn một lần không cần phải rầm rạ. Thành phần sữa chua giúp loại khuẩn tăng đề kháng da, kết hợp với mật ong hoàn toàn từ thiên nhiên, lành tính giúp da ẩm mịt mà thơm nữa nên nhà Miên ai cũng dùng. Chơi nãy giờ cũng có tiếng đồng hồ rồi mà kêu vô thay đồ mặc quạo. Mà cái này sọt tạm bợ này hồi nãy bày ra đã mệt rồi mà bây giờ dọn vô còn cổ. Ủa làm sao vậy, sao mới đầu không nói vậy đó? Miền đi thưa, ai bả đòi tắm sữa chua dưa lưới nữa, tính ra mới vừa tắm sạch xong xuôi luôn á. Bỏ tay, con thích với người cho sữa tắm như thế này.